Tiên Lý ơi. À. Nghe mà chết cơm thì có chứ, chết cơm thì có chứ anh em ơi. Dạ sir. Hello anh em, hello mọi người nhé. Cái cam nó có vấn đề. Dạ sir, tôi phải vào cái nhà đâm trọt khoa học. À, tôi vào đây tôi mở cái chat lên. Vô cái liên kết. À đây 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 đây. Mà hàng. Không. À, nội dung là không có chủ đề. Một bạn gửi mail là cái gì hạo chương gì cũng đéo biết luôn. Gửi tới công ty mod thu thí AK đau găng. Trong lúc làm việc đéo lo làm, cứ qua kênh khác hóng chuyện rồi comment để thằng quỷ mèo ú yêu xí xía nó chửi nhục con. Làm không được thì nghỉ mẹ đi, có cho gặp. Đó, mày vừa tội mày chưa AK đau găng. Hả? Ừ. Mày vừa tội mày chưa AK đau găng. Ừ. Ừ. Mày vừa tội mày chưa, cái giờ làm việc của tao thì mày đéo làm việc. Nó mày đi kênh này kênh nọ mày chat mày tương tác rồi mày bị chửi là đúng rồi, còn gì nữa. AK đau găng, mày vừa mày chưa AK đau găng. Hả? Tao nghĩ là mày nên đổi lại cái tên mod của mày là AK đau găng giùm cho tao. Ui, AK đau găng nghe hay luôn á chứ nhờ. Ừ, AK đau găng. Dạ sơ. Thế thôi. Rồi tới cái vụ mà của bạn Hải Anh đi. Đâu rồi bạn Hải Anh nhắn tin với tôi đây. Tới cái vụ của bạn Hải Anh ha. Rồi, buổi sáng này một buổi sáng rất là tinh mơ. Cây. Buổi sáng này là một buổi sáng rất là tinh mơ. Tôi thức dậy rất là sớm. Tại vì tối hôm qua mà tôi, nói chung là tôi là một người chồng tệ. Hả, tôi là một người chồng rất là tệ ở đây mà. Từ từ để tôi kéo này qua đó. Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, trị giá từ 50 triệu đồng. Cảm ơn nào bây giờ nha, cảm ơn nào bây giờ. Đấy. Hôm qua tôi nói chung là tôi cũng làm tí, xong rồi về lúc 5-6 giờ sáng gì đấy. Cả nhà đang ngủ rất ngon thì Khoa chớ. Thì thằng Pha này có chớ một tí thì cả nhà thức hết luôn. Không biết tiền phun. Đéo hiểu sao mới chớ, đéo chớ ngoài quán ha. Về tới nhà báo vợ báo con. Dạ sơn. Về tới nhà là còn báo vợ báo con. Vãi cà liều thật. Nói chung là sau khi chớ vậy là bụng cồn cào đéo ngủ được. Thì tôi mới lên tôi đọc mail. Thì có mấy bạn gửi mail cho tôi bảo là ờ đấy là cái sao kê của chính phủ có rồi đó, anh Phonbo lên đọc đi. Thì ở đây có luôn. Đó, thì có bạn này bạn chắc ra ở trên cái sao kê của chính phủ là đúng cái nội dung chuyển khoản, là chuyển ở đây có 2.912 đồng thôi. Mà em chuyển còn kêu nữa chứ. 2.912 đồng. Đấy, nhưng mà lại phát là phát. Đó, là phát đây. Đó, là phát cái bill, là phát cái bill chuyển khoản là 76.365.000 đồng. Đó, chuyển cho mặt trận tổ quốc với nội dung là cộng đồng giúp buôn ô hỗ trợ người dân các cuộc bão Yazi. Thì nói chung là tôi thấy cái hành động rồi gọi là cũng ok, đúng không anh em? Cái hành động nó gọi là mà nó quá là nhân văn đi, nó quá là gọi là trong cái thời gian như thế thì mà cũng thấy tự hào, nên là tôi cũng khoe cho lên Telegram một tí. Nhưng mà hôm nay có sao kê của chính phủ là thì vãi cà liều. Thì bắt đầu tiếp tục câu chuyện nha. Đó, xong tôi mới nhắn tin cho nó bảo là ủa em ơi, cái đó là phát bill à, vãi đái. Ủa thế hả anh, để em hỏi bạn em. Đấy là bạn Hải Anh này, với lại cùng một bạn cũng tên là Nguyễn Hải Anh nữa. Là hai bạn này là chơi chung với nhau. Hai bạn này chơi chung với nhau, gặp nhau ở một cái sự kiện offline nào đó. Xong rồi chơi chung với nhau cũng khá là thân. Rồi cái đợt vừa rồi mà lũ lụt đó anh em, thì các bạn Hải Anh này nha, các bạn Hải Anh mà lừa á. Hả, các bạn Hải Anh, bạn Hải Anh lừa này nè. Ừ, bạn Hải Anh lừa này nè, bạn bảo là thôi bây giờ kiểu mình góp cho đồng bào lũ lụt cái thứ rồi đó, thì mod của tôi là chuyển cho bạn Hải Anh này là với số tiền là 3 triệu Việt Nam đồng để mà góp vào. Thì bạn này bạn gửi lại là đấy, bạn chuyển 76 triệu luôn. Ui, mà vãi nhờ vãi đó. Chưa hết, dừng lại ở đấy. Giờ sơ đây anh à, em gửi bill nè. Học cùng đại học xong chơi cùng nhau lâu rồi. Ừ đó, giờ sơ. Xong rồi hồi sáng này Hải Anh nhắn tin cho nó bảo là sao đây mày, giải quyết cho tao. Sao mày chuyển có 2912 vậy, tao chuyển khoản cho mày 3 triệu luôn đó. Đâu mày chụp tao xem hả? Ừ, đâu mày chụp tao xem nhá. Nó bảo là đâu mày chụp tao xem, xong dưới đây chửi luôn hả? Ủa tao bảo không gửi cho ai rồi mà sao mày gửi, chửi tao con cặc. Rồi mày à, ba triệu tao chuyển cho mày, sao mày đéo chuyển hết, kêu tao góp xong chuyển có vài nghìn. Đây xong chặn luôn anh em ạ.
Anh em hiểu cái câu chuyện chưa? Có nghĩa là bạn này, bạn bú 3 triệu của mod của tôi mà bạn chuyển có 2 ngàn mấy à? Nó chuyển có 2.912 đồng mà mấy ông, mà cái má nó cay vãi cà liều được sinh viên không? Mà ông thấy nó sinh viên không? Đấy. Nên là bây giờ bạn này thì bị chặn con mẹ. Rồi để tôi tìm avatar này, hình như là cái nick clone luôn hay sao á, đéo. Nó lại có dấu hiệu lừa đảo rồi còn gì nữa mấy ông? Mà đi lừa những cái đồng tiền này thì tôi cũng mà cũng chịu mấy người này luôn rồi đó. Nguyễn Hải Anh đúng không? Mà đi lừa mấy cái đồng tiền này thì tôi cũng chịu rồi, tôi biết nói gì giờ. Đó. Quá ác, không phải gì nhưng mà quá kỳ luôn, mà lừa mới là đi lừa mấy cái đồng tiền này thì mà tôi cũng chịu luôn. Chào anh Bu Ngô, em mới vào. Nó đi lừa mấy cái đồng tiền này thì tôi cũng chịu luôn á. Dạ sơ. Đấy thì giải thích qua sơ sơ cái câu chuyện với anh em như thế. Thì đây nói chung là thôi, mà bài học cuối cùng luôn. Mà phát biểu các thứ đồ nguy hiểm, không? Sau này tôi làm cái gì thì tôi mà gọi là khoe khoe với mấy ông thôi, chứ mà đéo dám của người khác mà khoe khoe lên nữa. Thật ra thì ví dụ của người khác tôi không khoe đâu, mà đây là kiểu là mod của tôi, thì nói chung là mod của tôi cũng bị lừa. Nó cũng bị lừa nhưng mà giờ béo biết lấy tiền là như thế nào, không biết tìm ra sao, coi như là mất tiền rồi đấy. Anh có người quen bên ngân hàng thì đưa số tài khoản, nó là tìm ra được mà. Đúng rồi nha Hải Anh ơi, nó xóa avatar đó gà anh ơi. Đây à, đã lừa còn làm giả bill mới chán à. Thôi ngại đăng làm đéo gì, mày đăng stream thôi, cả bố mẹ nữa hả. Đây có gì bạn gửi anh pha đăng group được không, mày góp nhiều vậy. Thôi ngại lắm, đăng làm đéo gì, mày đăng story thôi, ok nhé. Cả nhà tao góp đó, được vậy bạn ơi, được fan ngạo nghễ, yes. Mày dắt phết nha, ngại. Đây nè. Hay tôi với bạn góp tí nhỉ, tôi chuyển bạn nhé. Thôi tháng này nghèo chết mẹ, còn có tí. Ok thế cũng được. Xong tôi kêu bố mẹ góp thêm vẫn số tài khoản cũ hả, tối tôi chuyển. Xong tôi chuyển để tên giúp góp nhé cho sang. Hay mày muốn để nội dung gì, tao cũng ngại dùng tên tao lắm, thì mày để giống anh Khoa là được, biết ly đâu. Ok tao bận rồi, để lúc khác đi. Bú luôn hả. Bây giờ là không biết ai luôn. Tôi order trực tiếp bạn trung gian nè, nói chung là nói chuyện mày này lâu rồi đó, mua la bu bu cái thứ rồi nữa nè ha. Thôi nhưng mà anh nghĩ đây là con trai em bị lừa con mẹ nó rồi. Hello ông Bo, anh cảm ơn Hoàng Dũng nha, anh cảm ơn Hoàng Dũng, anh cảm ơn em rất nhiều, đâu có link Facebook rồi. Nguyễn Hải Anh, link FB ở trên kia này, khóa trang bảo vệ cái thứ đâu rồi, tại vì biết mà. Trốn cho kỹ vô nha, quả báo không chừa một ai đâu. Mày nghĩ tới cái cảm giác mình cầm cái đồng tiền đó mày ăn, mày thấy ngon mồm không? Xuống Diêm Vương cắt lử mày con à, ha. Nhớ cầm cái đồng tiền đó cho chắc vào nhá. Ủa bạn đại học đi cùng sự kiện cho hình chụp chung không hai anh? Từ từ, hàng boy hình. Má xem gì có 2 triệu tức thiệt. Này thì Spider-Man. Trời ơi, má cái tuổi này tôi mệt quá đi. Nhảy từ trên giường nhảy xuống, đập đầu u đầu. Spider-Man ha, cho mày Spider-Man hả cu. Đấy, Spider-Man hả cu. Mẹ mày cay vãi cà liều thề. Vậy nha anh em. Đấy, nói chung là câu chuyện nó chỉ đến thế thôi. Nó chỉ là như vậy thôi. Cảm ơn Luân. Mới xem mấy hình FC anh em refund, thấy anh Pâu đẹp ác. Khoa ơi, em là con vợ của anh ạ. Trùng Khoa ơi, em là con vợ của anh ạ. Trùng Khoa ơi, em là con vợ của anh ạ. Vãi cả cức. Anh Nhím ơi, em ga. Dạ sao, từ từ. Để mình lên thờ red coi. Mình lên thờ red coi, không biết các bạn Acha bạn có trả lời mình chưa anh em mà. Dạ sao, Bino.
Không biết là bạn Acha bạn có ghép mình chưa? 6.000 like rồi mà vẫn chưa thấy Acha rep nhỉ? Woo! Mình đăng ký dự tiễn. 6.000 like rồi vẫn chưa thấy Acha rep khác hết. Giọng mình trầm ấm. Đây mình hát một đoạn cho bạn nghe cái giọng của mình nha. Hay là tại vì tôi hát Thiên Lý ơi. Hay là tại ơi trời ơi, bố ngồi im đi, bố tha con, bố đừng có lên đây nữa, bố ơi, bố ngồi im đi bố ạ. Anh Pha hát như con cặc. Ê máy àm tiêu cực ha, cái giọng hát của tao là nó hơi chua thôi chứ mày bảo tao hát như con, tao đéo đồng ý đúng không? Con mà biết nói chuyện đúng không anh em, con mà biết hát được, nói vậy là không hợp lệ một tí nào thật sự. Trời ơi anh Pha ơi, em nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có quậy nữa. Anh đọc chữ còn không chạy nên là mơ đừng có hát giùm em cái anh Pha ơi. Chữ nào đọc không chạy lại anh ấy. Hai em, chữ nào đọc không chạy? Bộ tôi mà mới sinh ra tôi mới học mẫu giáo gì mà chữ tôi học không chạy. Ăn nói hàm hồ hả? Ngậm nước miếng phun người, ngậm máu phun người. Em là không khác gì mấy cái bà tám ở trong xóm của em vậy trơn á ha. Đừng nhìn một người qua vẻ bề ngoài ha. Em có bao giờ em tiếp xúc với tôi ngoài đời chưa mà em bảo là tôi đọc chữ không chạy ha em? Mẹ là mày, tôi tức mấy em ghê vậy á. Đọc bình luận của mọi người nói chuyện quá đáng với anh Pha mà tôi thua anh Pha luôn. Đúng rồi đó. Đừng có nói vậy nha hôm mà... Anh Pha như cái lòng tay á. Hả? Đọc bình luận của mọi người nói chuyện quá đáng với anh Pha mà tôi thua anh Pha luôn á. Đừng có nói vậy nha hôm anh Pha như cái lòng tay á. Cay vô. Cay vãi liều thề. Thà là một bạn nam chửi tôi không cay. Nhưng mà đây là một bạn nữ. Tại sao vậy em hả? Trong giao diện là cũng xinh xắn đẹp đẽ đó. Trong giao diện cũng là ok đó. Ôi trời, trời. Hả, em có con hả? Em có con rồi. Trời ơi. Hả? Trời ơi, còn trẻ mà. À đâu, cái này chắc cháu em hay sao ấy chứ. Oh yeah. Miệng quá là hổn đi. Cay 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 cay. Anh cảm ơn Nam Trung nhé, cảm ơn Nam Trung, cảm ơn rất nhiều. Dạ sớ. Trời ơi, hay quá à, làm đi theo anh hay quá à. Cay vãi cà liều thề. Thôi, giận rồi. Không hát không rap gì nữa trơn nha. Dạ sớ. Ha, thằng Pha này giận luôn đi. Thằng Pha này giận luôn đi, không hát. Ê, từ từ anh em ơi. Cái vote cho anh trai FC Online là ở đâu vậy ta? Đó, bây giờ tôi cần cái sức mạnh cộng đồng của anh em mình. Này có GTA hả anh Pha? Chưa biết nữa, anh trai FC Online. Vote. Đây, anh em bấm vào đây. Mã mời. Nó, anh em hãy vote cho tôi nhá. Anh em hãy vote cho tôi anh em ạ. Dạ sir nhá. Anh Pha hát đi để em y cho dễ. Anh cảm ơn văn phòng. Yeah, hiện tại là Khoa đang dẫn tốc. Bằng A1 bài đi Pha. Hiện tại là Khoa đang gọi là dẫn tốc đầu. Quốc dân sáng tạo không, ảnh hưởng 16, yêu thích không. Đó, nên là vì thế anh em đăng nhập vào đây. Ở chưa vote được à? Bản sập nhận sẽ cập nhật vào lúc 10:22 hàng ngày, diễn ra từ 12 tháng 9 đến 6 tháng 10. Đúng rồi, đang vote đó anh em à. Đang vote đấy anh em, đăng nhập vào. Amo 16 Pro Max Titan Sa Mạc KA. Đúng rồi đấy, rồi được rồi. Nếu mà tôi thắng cái cuộc thi này, tôi sẽ giveaway con iPhone 15 của tôi đang xài cho anh em. Được chưa? Để mà gọi là một cái lời cảm ơn cho tất cả anh em nhà khoa học. Những anh em khác mà không được iPhone thì anh em sẽ có những cái phần quà nhỏ lẻ như là gọi là cốc của tôi nè. Tôi mới làm cốc mà tôi chưa có bán nhưng mà tôi sẽ tặng anh em luôn. Cốc của tôi nha. Dạ sơ, nhưng mà nó hơi xấu cho anh em thông cảm. Tại vì hàng mẫu, hàng mẫu thì nó hơi 15 chứ 16 gì. Trời ơi, 15 mà anh em chê hả? 15 Pro Max 512GB mà anh em chê. Word nha, anh em đăng nhập vào. Nó anh em đăng nhập vào trang chủ, anh em vote cho Khoa. Anh em ơi, Khoa sẽ được fake ID mặt. Khoa sẽ được fake ID mặt. Được chưa? Khoa sẽ đại diện cho Việt Nam đi qua bên Hàn, gọi là fake ID mặt, giao lưu những KOL bên Hàn. Anh em có một muốn Khoa có một cái vlog ở bên Hàn không? Hả? Anh em muốn Khoa có một vlog qua bên Hàn trải nghiệm cái fake ID và trải nghiệm bóng đá bên đó không anh em? Yes. Thế thì anh em phải giúp Khoa.
có mỗi năm 1-2 dê thôi á, mặt cười. Đó, thế thì anh em phải giúp Khoa. Đó, anh em vote cho Khoa. Yes sir. Đó, bạn có chắc chắn muốn chọn Rambo hay là không? Bạn có chắc chắn muốn chọn Rambo là không? Xác nhận có. Bạn đã chọn thành công. Hãy vote cho tôi. Nào, các người anh em, tất cả những anh em ha, tôi không muốn về nhì trong cái cuộc thi này. Được chưa? Tôi không muốn về nhì trong cái cuộc thi này. Đây, tôi để trên đây cho anh em cái đường link. Cái đường link rất là đơn giản thôi. Anh em vào anhchai.fcli.gagana thì nó hiện ra cái bảng như thế này. Anh em bấm vào cái tên mục của tôi, kéo xuống một chút xíu, đúng chưa? Đăng nhập, ít giờ anh em phải đăng nhập cạc Gagana của anh em vào. Đó, anh em bấm vote cho tôi. Mỗi ngày vote được một lần. Đó, mỗi ngày vote được một lần. Anh em nhớ vào vote cho Khoa. Dạ sơ, hiện tại là sức ảnh hưởng. Ở đâu? Hiện tại là Khoa đang dẫn đầu. Đó, hiện tại là Khoa đang dẫn đầu nha anh em. Khoa đang dẫn đầu. Dạ sơ, hôm qua giờ chưa kêu gọi nhưng mà vẫn dẫn đầu. Anh qua Hàn gặp bác RM bầu chọn anh. Ok, anh cảm ơn Zuta nha. Ờ, nhá, cảm ơn Zuta nha. Đấy, cảm ơn các anh yêu rất nhiều. Nói chung là tùy lòng hỏi tâm anh em thôi. Anh em cảm giác là muốn Khoa thắng giải trong lần này, đó, thì anh em vote cho Khoa. Còn không thì thôi, nhá, vote cho Khoa cái sáng tạo hay là cái gì cũng được, yêu thích hay là gì cũng được, ảnh hưởng là cái gì được. Nói chung là phải vote cho Khoa. Dạ sơ. Ok, vậy nhá, cảm ơn mấy anh em rất nhiều. Ốp đẹp quá anh Pha ơi, anh thấy em đẹp hơn nha. Trời đất ơi, khổ thân chưa. Con gái con lứa mà phải đi ra net xem livestream của anh như vậy đó. Cho anh xin hỏi là cái phòng net em ở đâu, để anh có thể là gọi là tạo cho em một cái hội viên khoảng tầm 500 tiếng ở đấy, để em được hàng ngày được xem anh được không bé ơi? Anh này hay đá phò phải không, nhìn păng păng. Bé ơi, cho anh hỏi phòng net của em ở đâu. Ê, tôi thấy hay á. Tôi thấy hay, đúng rồi. Ở đây ít nhiều là anh em cũng chơi phòng net đúng không? Ít nhiều là anh em cũng chơi phòng net. Hay bây giờ như thế này đi, bình thường biểu một tháng mình làm bitmi cóc cái thứ rồi nó bị chán rồi. Bây giờ tôi sẽ bitmi cho anh em khoảng tầm 30 tiếng tiền net hoặc là 50 tiếng tiền net gì đấy. Anh em nào trúng bitmi thì tôi sẽ gọi là gọi điện thoại cho anh em. Anh em chơi phòng net nào tôi sẽ quét cho anh em. Tôi sẽ nạp bây giờ cho anh em để anh em chơi. Tôi thấy hay đó. À, ở đây ít nhiều là anh em cũng chơi net đúng không anh em? Ở đây ít nhiều là anh em cũng chơi net chứ làm sao mà anh em chơi ở nhà được, đúng không? Đấy, được rồi, tôi sẽ bích mi giờ net cho anh em để anh em ở lại gọi là trải nghiệm mình share hát, đúng không? 50 tiếng. Bây giờ cho Khoa hỏi là ở phòng net là bèo nhất là bao nhiêu một tiếng? Tại vì lâu lắm rồi cũng không đi chơi net anh em à. Lâu lắm cũng không đi chơi net anh em à. Lâu lắm cũng không đi chơi net thì bây giờ phòng net mà kiểu cyber co các thứ đồ một tiếng bao nhiêu? Rồi cứ cho 1 tiếng là 10.000 đi. Cứ cho 1 tiếng là 10.000. 10 mà nhân cho 50 là 500k. Ui sao mà thoải mái luôn nữa chứ. Thế 100 tiếng đi nè mà 500k thì nó bình thường quá. 100 tiếng đi. Đó. Ở Bến Tre quê em 5k 1 tiếng. Khoa gift cho anh em không? Khoa gift cho anh em. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Má bây giờ tôi phải có cái gì mà cho. Thôi được rồi, tôi cho anh em một cái đề tài. Anh em nào đá cái con nhân vật của Khoa ở trong game, cái con nhân vật mà Lâm Đình Khoa ở trong game, ghi bàn thắng, ngã bàn đèn giống như RCR7, Khoa gift cho anh em đó 100 tiếng tiền net. Được chưa? Sử dụng của nhân vật cái của Khoa ở trong game á, ở trong game á, con Lâm Đình Khoa đó, tự nghĩ là anh em có đúng không? Anh em làm cái bàn thắng đẹp. Đó, làm cái bàn thắng đẹp giống như là Ronaldo cho Khoa. Đó, ngã bàn đèn các thứ, gift 100 tiếng cho anh em cứ đăng vào group Khoa Việt nhá, cứ đăng vào group Khoa Việt. Thì khó mới làm chứ anh em. Ừ, khó mới làm chứ. Thôi, nói chứ anh em cứ cần sử dụng. Ghi bàn đẹp là được, ghi bàn đẹp là được chứ không cần ngã bàn đèn. Nói chung là anh em phải ghi bàn đẹp kiểu móc bóng các thứ đồ sút xa là cái gì đấy. Bàn nó đẹp đẹp một tí tôi sẽ gift cho anh em, được chưa? Được chưa? Được chưa anh em? Ok chưa? Nhớ nha. Nhớ cho Khoa. Anh Pha bún bao nhiêu tiếng? À da. Nếu em là người tốt, nếu em là người tốt, hiện tại trong đây là có 1, 2, 3, 4, 4 máy đang on. Em gift vào cho đây mỗi người 10 tiếng giùm cho anh. Nếu em là một người tốt ha, em là một người tốt ha, em gift vô đây mỗi người 10 tiếng cho anh, 4 máy đang on, mỗi người 10 tiếng.
Nhưng mà là tiền của em nha. Ok chưa? Rồi ai trả thì bạn này trả chứ ai trả anh em. Dạ sớ. Ôi thề anh Quang mở hên vãi liều ấy. Đúng hên. Luôn năng đổ. Thôi được rồi, tôi sẽ xem cùng với anh em. Vậy nha.